nơi đây. Hai, ba. Trung thuộc bài gì phải bảo anh em để anh em hát cùng hát theo Trung thôi. Chủ yếu là Trung ca sĩ chính mà. Mình nhảy nhép thôi. Đúng rồi, nhà báo. Chúng con đi hết rồi xếp ở nhà. Em lên đàng. Buồn thân. Lại còn khoe nữa làm biết thế nào. Không nghe nữa nhá. Cười cho. Xếp bảo ông xếp xem. Chỉ là chụp mai hôm nào về cho xem thôi chứ chúng mày đang chơi ông ấy đang ở nhà một mình mà chúng mày khoe ông. Một mình đang đi chợ hàng vật vật đi. Đấy. Đang chợ hàng vật vật đi. Ông nghỉ rồi, ông đang nấu cơm cho bà Thắm. Đang ăn rồi.